thi thể trong xe bán tải cháy trơ khung, bắt khẩn cấp bí thư xã ở Lâm Đồng. Lực lượng chức năng xác định vụ cháy xe có dấu hiệu giết người dựng hiện trường giả và người có liên quan là bí thư xã ở Lâm Đồng. Chiều ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp ông Đỗ Văn Minh, bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để làm rõ vụ việc thi thể chết cháy trong xe bán tải vào ngày 4 tháng 5. Cụ thể, sau khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh Đắk Nông khẩn trương vào cuộc điều tra. Từ các chứng cứ thu thập được tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ cháy xe này có dấu hiệu của vụ án mạng, giết người rồi dựng hiện trường giả. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Nông xác định người có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này là ông Minh. Đến chiều ngày 10 tháng 5, ông Minh bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước. Lực lượng chức năng đã dẫn giải ông Minh về tư gia tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà để thực hiện việc khám xét chỗ ở. Được biết, trước khi làm bí thư đảng ủy xã Liên Hà, ông Minh từng giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hà, huyện Lâm Hà. Vào khoảng 7 giờ ngày 4 tháng 5, người dân đi trên quốc lộ 28 phát hiện chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 51C-715.7 bị cháy trơ khung nằm bên lề đường theo hướng Đắk Nông, Lâm Đồng. Khi người đi đường tới kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bên trong xe có một thi thể bị cháy, biến dạng nên trình báo với cơ quan chức năng. Thông tin về vụ xe bị cháy trơ khung, chiều 4 tháng 5, ông Hoàng Huy Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Som, huyện Đắk Cờ Long, Đắk Nông cho biết, qua xác minh ban đầu chiếc xe mang biển kiểm soát 51C-715.7 là của ông Đỗ Văn Minh, 49 tuổi, bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Video, ô tô con tông vào sườn container rồi bốc cháy, tài xế vội bung cửa thoát nạn.